nó ra luôn mấy hả? Cái này nó không có lên đâu. Mấy cái này nè, cắt khúc như vậy nè. Rồi lấy cái bọc bọc lại. Trời ơi, đã quá nè, cây kinh giới nè. Đó. Quá. Muốn cái cây gì là cũng có hết trơn á. Nè, rồi cái này là cái lá é gì đó, phải không? Tí tô nhà dạ. Có không? Dạ có, tí tô. Tí tô ở đây nó có 3 loại nha, chứ không phải là một loại dạ. Nha. Nói chung là chỉ thích là mấy cây mà loại từ Việt Nam rất là ngon ha. Nè. Có còn tía tô Nhật không? Tía tô Nhật chưa? Trời ơi, tía tô Nhật ngon lắm. Tía tô Nhật ăn với thịt nướng. Xuống đi, bỏ đây nè. Trời ơi, con nào quá chừng luôn, cây là muốn cây gì cũng có hết. Cây mía nè. Nắng con hết, đi vô nhà. Đi. Thứ bảy chủ nhật á. Dạ. Hay quá. Trời ơi. Vậy mà mình đi kiếm không anh ơi, lại nhà anh Thêm là có đầy đủ hết luôn. Muốn gì có lắm. Trời ơi, cây này là cây gì ta? Cây gì? Cây khổ qua hay là cây gì nè? Quá trời luôn, thấy mê luôn á. Dạ, cái gì anh? Tí tô Nhật nè. Dạ, được. Thải, cái đây luôn. Thơm không anh? Cái đó là ăn với lại thịt nướng rồi ngon lắm á cưng. Ăn thịt nướng rồi là số 1 luôn á. Dạ. Thơm á. Gì là bỏ vô đất là sống rồi ha. Cái gì cắt ra nha, đừng có để nguyên gì. Đó. Thích cái này không? Nè, đó, cái này là già. Nó thơm quá trời thơm luôn. Cái này là lá nhân hả anh? Ừ, lá nhân còn một cái loại lá trơn lấy không? Thơm quá. Ồ, lá trơn á anh ơi. Dạ. Samantha, come here, baby. Hát. Trời ơi con này, cái vườn là thấy mê không nè. Samantha, stay here, okay? Stay here with mommy, okay? Dạ. Oh wow. Dạ. Cắt đây, giờ mình dạ, lên. Dạ. Còn cái góc này chôn nó cũng lên. Dạ, nữa. Dạ. Đưa cho đến. Baby, hot, baby. Đem vô má cho để. Nè, come in. Baby, come in. Oh wow. Nè, cái mai trứng thủy nè. Đó, cái mai trứng thủy nè. Thơm lắm luôn. Sen đá. Trời ơi, anh, cái sen đá này á, chồng em á mua về cái anh cứ để trong nhà không à. Nó không có ánh nắng không riết á, rồi anh không tưới nữa, nó chết. Sao anh trồng tốt quá chừng nè. Anh nè, anh muốn học hỏi với trồng cây gì á, anh hỏi anh Thêm nha. Anh đừng có lên mạng anh hỏi mấy ông á, chỉ tùm lum la về trồng cây nó chết hết à. Biết lâu mà, tại vì mình đâu có biết ai thích cái gì đâu, đâu dạ. Có cái dám hỏi. Tại vì hồi sáng thấy nó đăng lên nó nói cần thanh long rồi là cái mới hỏi chứ. Trời ơi. Dạ, ảnh cứ ảnh lên ảnh hỏi trên mạng rồi cái người ta chỉ lung tung á, ảnh trồng sao nó chết hết trơn luôn. Mua tốn tiền mà về trồng. Em biết mua cây hả? Dạ. Tốn tiền dữ lắm chứ không phải giỡn đâu, cái cây mà cái này một nhánh như gì nè. Dạ. Cây là 5 đồng, cái dạ, chút xíu thôi chứ dạ, không có giỡn đâu. Dạ, họ mua, ảnh mua quá chừng luôn về. Cái gì cũng tiền không á. Ảnh để trong nhà là từ từ nó lụi, nó thối, nó chết hết luôn. Đáng đấy. Lẽ nó phải có nắng, phải không anh? Cây gì cũng cần phải nắng. Có, mà nhiều phải ít, ví dụ dạ. 30% hay là 60% hay là 80% mình dạ, biết. Dạ, dạ. Em thấy thường thường mấy cái cây này người ta trồng gì nè. Chứ người ta không có để trong nhà. Trồng gì đó, rồi dạ. Mấy người kia tới đây thích, ví dụ tùy theo chậu, bán 30, 50, dạ. 20, 10. Dạ. Dạ. À, còn mấy này mấy xứ đường nó lên đó, phường hộp nó lên đó. Dạ. Còn mấy này dễ lắm, em muốn gì vậy gì em hốt mới nè. Dạ. Em về em mới làm đất nó như vậy, đất để cho nó. Cái này vậy luôn hả? Ừ, anh nó lên. Nó là như vậy nè. Anh em gì, em lại coi anh chỉ này nè, sen đá nè. Em về em ta phải có cái nhà mát gì nè, em cứ lọc lên nó như vậy mà đừng có tưới nước nha. Dạ. Em cứ để cho nó khô vậy á, có chừng 2 tuần lễ. Rồi em phun nước xương vô tự lên nó lên nè. Trời ơi, chỉ cần để vậy thôi, phun xương lên là nó lên, nó cưng. Trời ơi. Thì đó. Trời ơi, hay quá chị ơi. Bữa mua quá nhiều, cả mấy trăm đô sen đá, có con nào sống đâu. Thì có biết đâu. Về chồng là mua đủ thứ.
Trời ơi. Nhưng mà phải để ngoài cái nhà ấy, ở ngoài sao? Cái này nó có hai loại, cái loại này là cái loại nhỏ. Dạ. Mà nếu em muốn để ngoài nắng mà em cắt nước nó, em để ngoài nắng thì nó ra đỏ đẹp lắm. Dạ. Cắt bớt nước nó. Dạ. Cũng như đừng có cái nước để đất cho nó khô á. Dạ. Thì nó sẽ thành cái màu đỏ. Dạ. Cái này tưới nhiều nước nó không? Không. Tưới nước nhưng mà đặc biệt là không để trong nhà anh, em hỏi luôn. Ở đây em hỏi luôn. Cái cây mà gọi là cây kim ngân á, anh biết không? Cái cây đó trồng trong nhà hay là ở ngoài? Kim đó trồng sao? Cây sao em có hình đây. Còn dưới ô này, anh bỏ trong nhà, anh bỏ trong xe, anh bỏ ngoài, đừng bỏ ngoài. Lấy quá giờ chạy. Nè, cây này là cây gì? Cây gì anh? Cây gì nãy anh mới nói nè, cây trụ nó đẹp quá vậy cưng. Cây móng rồng. Dạ, cây móng rồng nè, nhìn như cái móng rồng nè. Trời ơi, đẹp quá trời. Lại đây cái là trúng ổ vàng luôn. Mà được tặng free không à. Cảm ơn anh trai. Cái gì là đê này là cũng được ưu ái hả? Trời ơi. Nhiều quá. Dạ. Cái gì á con? Hả? Cái gì vậy? Ờ nó trúng con hả? Con đung đưa nó nãy giờ nó trúng con hả? Nhớ trọng đừng có tưới nước nhiều nha. Dạ nhưng mà để ở ngoài như vậy. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Thôi, được rồi. Không để em đi nghía cái vườn anh thôi, không xin nữa mà đi. Trời ơi. Thiệt mà. Dạ. Cái gì em gì? Cái này là cây trúc phải không anh? Trúc. Dạ. Anh bán nó ba triệu đồng đó là cái một cây đó. Ồ wow. Cứ bạn. Cái trúc này đó. Là cái cây trúc chỉ nó dạ. Không có lên cao, nó cái trúc thấp nó thấp thấp. Nhưng mấy mà trúc mà họ nuôi cá khô cá đồ. Đúng rồi. Ai nó nghe nè, cái này ta cũng là phong thủy nữa đó. Hay lắm. Nè. Anh thơm ghê không? Cái này nó mới thơm hơn nè. Nè cân da. Ôi. Cái gì vậy? Ê có thằng lằn gì nè. Có thằng lằn gì nè. Lại. Dạ nè cái lại nè, anh là đứa để trà là cái này nè anh, hồi sáng em lộn mà em nói lộn. Đây nè. Là cái này để trà cho Samantha ngửi đi con. Cái bông này nè, nó mới to nè, mày thử nè. Thơm. Thơm không con? Smell good. Smell good. Ê bà cũng đi ngửi nữa nè. Smell good baby. Smell good. Smell. Nó nói smell good. Đây nè, cái bông này nó nhỏ, em thấy cái bông này nó mới to. Ê, trời ơi, thơm quá. Trời ơi, đâu mà anh lấy giống đâu mà. Giống này em biết cái cốc thái. Của nhà anh tên gì đó. À vậy hả? Trời ơi vậy hả? Hay quá. Ồ hay quá vậy ta. Mà em nói thiệt nha. Năm nào anh cũng bán. Anh em nói thiệt nha, vô tay anh nó sống á, chứ vô tay tụi em chắc nó đi đầu thai lâu. Mấy cái bông này mới bữa anh nó dạ. Ra nguyên một chùm nè. Tròn gì nè. Trời ơi. Tròn gì nè. Nguyên chùm dạ. Tròn luôn á. Anh đang lấy bộ thiên hạ hỏi quá trời mày mệt, anh trả lời mệt quá. Dạ. Mệt quá hả? Nhưng mà sao mà anh đâu có chiết ra để anh bán được? Cái này á không có chiết được. Dạ, bởi vì mà muốn chiết á phải cắt năm nào anh phải cắt lùn xuống, cắt cái này ra. Dạ. Cái này dạ. Sống được nè. Dạ. Ghép cây này qua một cây ba bốn màu. Dạ. Nó làm thôi chứ. Ngửi thử. Cái nó hồng á. Dạ, nhưng mà cái này nó không có thơm. Hồng nó không có thơm. Dạ, không có thơm. Ồ anh mỗi ơi. Năm mình thay đất ta. Mỗi năm. Yeah, mommy here baby. Vũ đất để cho nó khô. Mommy here. Ok, mommy coi cây. Mình đâu khoảng bao nhiêu ngày mình bỏ vô đất mới. Trời ơi. Thấy mê không cây? Cây này cái gì? Trời ơi, cái tắc nè. Trời ơi, trái quá chừng luôn rồi đỏ, thấy chưa? Ở trong mát á. Ồ lại coi cái bí. Hey. What baby? Oh wow, ở bí. Hey, baby. Cây hoa hồng trắng hả? Này. Trời ơi cái này thơm quá. Ủa, anh ơi. Anh. Cây này là cây gì mà thơm quá vậy anh? Giống hoa hồng mà thơm quá vậy? Cái lại đó. Cái lại hả? Dạ. Thơm khủng khiếp luôn. Cái này mình bẻ nhánh mình trồng cho không sống. Được, đây nè. Dạ. Dạ, dạ em lấy một nhánh về em trồng thôi. Thơm quá. Trời ơi, sáng giờ lấy. Trời ơi nè, cái sen đá này đẹp chưa? Ai chứ đen này mà ai chứ đen này cái gì cũng được á, sướng luôn. Dạ. Ê anh ơi. Tránh xa ra. Còn mấy ngông này cần xịt nó không anh?
Không, anh để nuôi á mà. Anh nuôi nó hả? Không phải nuôi đâu phải không? em tưởng đâu mà là nuôi chứ. Nhìn nó giống như là được nuôi vậy đó. Dạ. Trời ơi, trời ơi, em cảm ơn anh. Nó thơm lắm. Trời ơi, nó thơm. Chưa, chưa, chưa. Đằng kia kìa anh, chưa, chưa. Cái bông đằng kia kìa. Cái này cùng lỗi đó hả? Cùng lỗi. Nè, cái gì? Cái gì ta? Cái hoa gì, cái gì mà để bắp gỏi nè. Trộn thịt bò nè, cái táo tạo nè. Oh my god. Quá chừng. Ô, cái trúc chỉ nè, mới lần đầu tiên thấy luôn nè. Đó, thấy trúc chỉ nè, đó. Ồ, cái cải gì nè, ở ngoài dưa leo nè. À, cái lá ngót nè. Trời ơi, ghiền quá. Thấy cái vườn anh thấy ghiền quá. Qua đi về. Quá chừng. Đi về, về con ơi, đi về, đi về. Let's go. Let's go, baby, let's go. Anh em nói đi về, nó nói let's go. Dạ được rồi, trời ơi quý quá, cảm ơn anh. Dạ. Dạ thấy mê quá à. À vậy hả? Dạ đi ra đây con, đi ra đây với mẹ. Đi ra đây với mẹ đi. Trời ơi, cái sen đá của anh trồng trước nhà là đẹp ghê không? Wow. Wow. Đi đâu vậy con, baby?